Ok, chào các bạn. Cậu thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa từ câu số 53 tới câu số 59 trong cái phần, đó là cái phần về từ vựng nâng cao. Cô có cái cấu trúc là used to, cậu bác dạng diễn tả thói quen trong quá khứ. Thế thì là, tôi đã từng, đã từng làm sao? Hết là ghét đúng không ạ? Tôi đã từng ghét Ghét cái việc phải, phải gì đấy ạ? Với từ exercise nghĩa là gì? Tập thể dục, nhớ yeah, gì yeah. tôi đã từng rất là ghét cái việc tập thể dục đúng không ạ But... bận nhưng mà my sister, chị gái của tôi đã làm sao tôi nhớ yeah, vậy đi với cái câu số 53 cô thấy có bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý c rồi ok cô chào bạn trần tuấn hoàng và bạn trâm lê cô thấy cả hai bạn rồi nhớ yeah, bây giờ cô sẽ xét như sau ở dịch câu này gì cả tôi đã từng rất là ghét thể dục đúng không ạ nhưng mà chị gái của tôi đã làm sao tôi nhớ yeah. vậy thì cô sẽ có như sau này A à với cái động từ sau. chợ với động từ convey nghĩa là gì? với động từ convey bằng với từ communicate nhớ. chợ nó bằng với cái động từ sau này. chợ nó bằng với từ communicate nghĩa là gì? nghĩa là giao tiếp. Yeah, nghĩa là sẽ mang nghĩa là truyền tải cái thông điệp, truyền tải cái ý tưởng, truyền tải ý nghĩa tới ai, được không ạ? À? nhớ. rồi tiếp này ngoài với cái nghĩa đó là giao tiếp ra thì nó còn có nghĩa là chuyên chở ai cái gì? từ nơi này tới nơi khác Đó ạ ok chợ có hai nghĩa nhá một cái nghĩa thứ nhất là truyền tải thông điệp ý nghĩa nghĩa thứ hai đó là gì nghĩa là chuyên trở vận chuyển ai cái gì từ đây này tới nơi khác chợ vậy thì cả hai cái nghĩa đấy nó đều không ghép vô với ngữ cảnh câu này được nên cô sẽ không chọn ý a à. nhỡ thích còn ý b thì sao ý b với cái từ sau với từ transfer nghĩa là gì chờ với cái từ transfer nghĩa là chuyển tới một cái nơi mới đúng ạ ở ngoài nghĩa là chuyển ra mấy thì nó sẽ có nghĩa là chuyển ai đó từ cái vị trí công việc này sang vị trí công việc kia, chuyển từ trường này sang trường kia, chuyển từ cái môi trường này sang môi trường kia. Vậy thì cả hai cái lớp nghĩa đấy nó đều không ghép vô với ngữ cảnh câu này được nhá. Yeah. Vậy thì cô sẽ chỉ còn ý C hoặc là ý D mà thôi. Cho ý C cô có với cái từ sau. Với từ convert, nó sẽ bằng với từ transform với nghĩa là chuyển đổi định dạng nhá. Yeah. Chợ, cô cơ có cái từ sau này nghe này chợ với cái từ convert nó bằng với từ transforming nghĩa là chuyển đổi về định dạng nhớ ngoài ra thì nó còn nghĩa là chuyển đổi từ cái 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 mục đích này sang mục đích khác chuyển đổi từ hệ thống này sang hệ thống khác chợ ngoài nghĩa cái nghĩa chuyển đổi đó ra thì nó còn nghĩa là biến đổi đúng không ạ biến đổi từ dạng này sang dạng khác chợ ngoài cái nghĩa đó ra nhá thì nó sẽ còn một cái nghĩa nữa nhớ chợ cô sẽ có cô có một cái nghĩa nữa đó là gì ạ nó sẽ bằng với nghĩa là trend, là thay đổi chợ thay đổi cái quan điểm cái suy nghĩ của ai nhớ yeah. thì cô có cái cấu trúc như rồi cô có cái cấu trúc là convert somebody to something nhớ yeah. cô có cái cấu trúc viết ra đây này chợ cái cấu trúc này sẽ quyết định là em làm cái câu này đáp án là ý xe này cô có từ sau với từ convert chợ yeah. somebody to something ạ yeah. khiến cho ai đó thay đổi theo cái gì nhớ yeah. vậy thì với cái câu này cô chọn được ý xe thì tôi đã từng ghét cái môn thể dục đúng không ạ? Nhưng mà chị gái của tôi đã làm sao đấy Đã khiến tôi thay đổi cái quan niệm về nó Nhờ vậy cô sẽ chọn được Câu đấy của chúng ta là ý C Vì thế Thế còn ý D thì sao ạ? Ý D với cô với từ transform nghĩa là gì? Nghĩa là biến đổi về định dạng Ngoài nghĩa là biến đổi về định dạng ra Nếu biến đổi về định dạng nó bằng với từ convert Ngoài nghĩa là biến đổi về định dạng ra này Nó còn nghĩa nữa là thay đổi hoàn toàn về cái diện mạo hoặc là tính cách của ai đó theo cái hướng tốt hơn Nhớ yeah. Vậy thì với cái câu số 53 này, cô chọn được câu đấy là ý C. Ok chưa? Sure. Xong chưa xong chưa? Rồi. Rồi cô chào cái bạn mà có cái page là có cái tên là page tạo ra để nói yêu cô chàng anh. Rồi xong chưa xong chưa? Nhớ, chương trình buổi trưa là cô gặp là có rất là nhiều bạn đúng không ạ rất là nhiều bạn mới ví dụ cái bạn mà có link facebook là bộ giáo dục và đào tạo cô cũng không biết là bạn ấy bạn đấy từ đâu ra bạn ấy đến từ đâu đúng không ạ nhưng mà dạo này thì cô gặp bạn đến rất là nhiều luôn nhá yeah. rồi với cái câu số 14 à câu số 54 này với cái câu số 54 vậy em sẽ nhớ rằng là với cái dạng bài tập kiểu này này thì em sẽ không xét nó theo cái lên nghĩa thông thường của nó đúng không ạ mà em sẽ phải xét theo cái lết nghĩa mà gọi là thứ hai thứ ba thứ tư của từ cơ cô có từ sau với từ là giờ ghép với từ health nghĩa là sức khỏe sức khỏe của cậu mới là vấn đề quan trọng chứ còn cái cái chi phí chữa trị đấy không quan trọng nhé dịch là để câu này có hiểu là sức khỏe của em mới là quan trọng chứ còn chi phí chữa trị không quan trọng giờ về điều đây cô sẽ cần một từ mang nghĩa là quan trọng ok vậy nếu mà từ mang nghĩa là quan trọng thì em sẽ xem cho cô xem này. Ý à, là ý ai hay sao ý yeah, yeah của cô với cái động từ sau cô có cái động từ là number nghĩa là gì nghĩa là đánh số thứ tự nhá yeah, đúng ạ nó có một cái nghĩa thứ nhất nhá, yeah, nó là đánh số thứ tự cô đang xét nó với vai trò là động từ đấy ạ yeah, chợ mình nghĩa là đánh số thứ tự ngoài nghĩa là đánh số thứ tự ra thì nó sẽ bằng với cái cụ động từ là add up to nghĩa là gì tính tổng lên là bao nhiêu nhớ yeah. tính tổng bằng cách là cộng tất cả vào là bao nhiêu Nhớ. ngoài nghĩa đó ra nó còn bằng với từ đó là từ include nghĩa là gì nghĩa là tính vào nghĩa là bao gồm đó ho rồi có thể các bạn thì cô sẽ thấy rằng là cả ba nghĩa đấy nghĩa thứ nhất là đánh số thứ tự này nghĩa thứ hai là tính tổng vào bằng cách cộng hết tất cả vào thứ ba đó là tính vào đúng không bằng với từ include bao gồm tính vào cả ba anh đấy của cô nó đều không phù hợp với ngữ cảnh của câu này nhớ vậy thì cô sẽ chọn được đáp án không phải là ý a thế còn ý b thì sao ý b của chúng ta với cái từ sau với từ count nghĩa là đếm đúng không ạ đếm theo cái kiểu là đọc to cái số đó lên ví dụ là một hai bốn năm sáu bảy đúng không ạ với cái từ là count nghĩa là đếm nhá Chứ nó có nghĩa thứ nhất là đếm nhá ngoài cái nghĩa là đếm ra đúng không ạ thì nó còn có nghĩa nữa là tính tổng nhá. tính tổng bằng cách là đếm tất cả những số lượng của một cái gì đó đúng không ạ trong một bộ hoặc là của đưa, số lượng của bao nhiêu người trong một nhóm kiểu như vậy nhá ngoài với nghĩa là đếm này ngoài nghĩa là tính tổng ra nhá, thì nó còn có nghĩa nữa nhá bằng bằng với từ là từ matter nghĩa là gì nghĩa là quan trọng nó bằng với từ matter đưa, bằng với từ be important nghĩa là quan trọng Chứ vậy thì ở trong cái ngữ cảnh này cô sẽ dùng nó với cái nét nghĩa này đúng không sức khỏe của bạn mới là cái thứ quan trọng Vậy thì cô sẽ chọn được năm tư của chúng ta là ý B là vì thế Ok chưa? Khó đúng không ạ? Nhớ cái phần này chính là cái phần mà team 8 cộng, team 9 cộng học trong cái buổi ngày thứ sáu này Đúng không ạ? Cái này chính là cái phần bài ngày thứ sáu mà cô thấy bạn học sinh các bạn học sinh nhóm kín của cô, cô là kêu ở Mỹ là đòi chữa livestream đấy đúng không xem không ạ nhớ ý C ở cơ với từ estimate nghĩa là gì nghĩa là ước tính ước lượng ước chừng vậy thì cô sẽ không chọn ý c được đúng không ạ thế còn ý d thì sao ạ Ý đây với từ guess nghĩa là đoán cũng không được Vậy cô sẽ chọn được câu đấy là ý B Được chưa? Nhớ Rồi xong câu số 54 chuyển cô sang câu số 55 này Chợ với cái câu số 55 Em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Bây giờ em cũng sẽ phân tích cái ngữ cảnh của câu đó giúp cô Nhờ cô sẽ có rồi She là cô ấy Động từ gì đấy ạ? Động từ felt, cảm thấy, đúng không ạ? Cô ấy cảm thấy, cảm thấy làm sao cô có cái trạng từ sau với từ complete ý nghĩa là gì hoàn toàn cô ấy cảm thấy hoàn toàn bị làm sao bởi cái nhờ cô có từ teacher nghĩa là giáo viên nhỡ ghép với cái từ sau này cô có cái từ đó là từ với từ criticism nghĩa là chỉ trích vậy là cô ấy cảm thấy hoàn toàn làm sao bởi cái lời chỉ trích của giáo viên nhá bây giờ mẹ sẽ xét cho cô này cô có em thấy cô giảng như vậy có nhanh quá không ạ chờ bạn thân mến bạn thấy cô trai giảng như vậy có nhanh quá không ạ có theo kịp được không nhớ em thấy cô giảng như vậy có nhanh quá có theo kịp được không ạ cô có từ sau chữ ý ở với từ crush nghĩa là gì? chợ với cái từ crush nghĩa là vò nhớ nghĩa là vò lát nhớ nghĩa là vò cho nó nhàu lát đi nhớ ngoài với cái nghĩa là vò lát ra thì với cái từ là từ crush của chúng ta nó còn có nghĩa nữa nhớ ngoài nghĩa là vò lát ra ấy, thì nó sẽ còn một cái nghĩa nữa trong cái cấu trúc sau này chợ cơ có cái cấu trúc là crush somebody nhớ nghĩa là khiến cho ai đó mất hết toàn bộ cái sự tự tin cũng như là hạnh phúc Chợ vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý A luôn đúng không ạ? Cô ấy cảm giác là mất hết to toàn bộ cái sự tự tin bởi những cái lời chỉ trích của giáo viên Nhờ câu dịch là cô ấy cảm giác rằng là mình mất hết sự tự tin đúng không ạ? Bởi những cái lời chỉ trích phê bình của giáo viên nhớ nhá Chợ cô nói lại này cô có cái cụm từ sau Yeah, cô nói lại cô có cái cụm từ sau này Với cái cụm từ là Với cụm từ là crush somebody Nghĩa là gì? Nghĩa là làm cho ai đó mất hết sạch sự tự tin Cũng như là cái niềm vui trong cái gì Vậy thì với cái câu số năm này Cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý A Đúng không ạ? Thế cô sẽ có ý B thì sao? Ý B với động từ sau Với động từ là crush Thì chúng ta có cái cấu trúc là crush into Nghĩa là va chạm đâm vào đâu Ý B, cô nghĩa là va chạm, nghĩa là đụng độ, vậy thì cô sẽ không chọn đáp án ý B được. Đó ạ. Rồi tiếp này cô sẽ có ý C, ý C này chính là cái câu mà trong đề thi của năm ngoái này, đúng không ạ? Ý C này chính là cái phần mà năm ngoái bộ nhấn vào cái từ này, nhá Cô có cái từ crack, nghĩa là gì? Nghĩa là làm cho nó bể, làm cho nó vỡ, làm cho nó bị dạng, làm cho nó bị lứt Ngoài nghĩa đó ra thì nó sẽ còn bằng với từ là solution. Chợt nó bằng với từ là find solution nghĩa là gì? Tìm giải pháp cho cái gì? Yeah, Vậy thì cô sẽ không chọn ý C được yeah, Cái này năm ngoái Năm ngoái có trong đề thi của mình này yeah. Yeah, Năm ngoái đề của bộ đã cho cái kiểu câu như này rồi Đúng không ạ Thế còn ý D của chúng ta là sao Ý D với cái từ Với cái từ đó là từ crumble nghĩa là gì Vỡ vụn thành từng mảnh Được không ạ Xong chưa xong chưa Ok Dạ yeah. Xong chưa xong chưa? Ok Rồi xong câu số 55 chuyển cho cô sang với câu số 56 Ở à, chợ cô nhớ hôm nọ không biết là có đề của sở Hải Phòng hay sở đề của sở Nam Định ấy, Là trúng những cái câu từ vựng nâng cao trong chính cái bài thi thử tháng của cô nhá yeah. Hôm đấy có anh trợ lý của cô anh báo lại là không biết là cô nhớ không nhầm là đề của sở Thái Bình hay là đề của sở Nam Định hay là đề của sở Hải Phòng ấy Là trúng hết mấy cái câu từ vựng nâng cao trong cái đề thi thử tháng của cô em nhớ cho cô như sau này à, cuối tuần này tức là vào lúc 21 giờ 30 tối thứ bảy tuần này cô Trang anh lại tổ chức thi thử tháng chắc là với hai ca bốn thì chắc các bạn cũng chỉ thi thử tháng này với một lần thi thử nữa thôi là chúng ta thi thật rồi nhá mà cô nghĩ rằng là ở cái giai đoạn này chắc chắn là các bạn cũng được nghỉ hè hết rồi không phải học trên trường nữa rồi đó nên là à, mới lại thực ra là cái đề từ tháng vừa rồi từ đề tháng năm vừa rồi là cô cho hay không cho đề theo cái tính chất đánh đố nữa đúng không ạ không đề cho đề, lừa nữa mà cô cho đề như cái mức độ đề thi thật đến giờ phút này là cô không có lừa các bạn nữa nên là anh nhớ cho cô hay sau này thứ bảy tuần này lúc 21 mươi một sắp xếp thời gian tham gia thi thử nhá tham gia thi thử để còn nhận quà nhận quà đối với giờ thì các bạn quà chắc là chả quan trọng đó rồi nhưng mà cứ thi để biết mình đang ở đâu thi để nếu mà có quà thì còn tặng cho em gái mưa đúng không ạ? Em gái nuôi hoặc là tặng cho gấu của mình nhá, đúng không ạ? Mà cái món quà đấy mà mang tặng cho gấu của mình, đấy cái món quà đấy gọi là trao gửi tương lai đấy, đúng không ạ? Đấy nhá, tặng cho gấu mình sách hoặc là tặng cho gấu khóa học đó là những cái món quà mà gọi là đầu tư có lãi, đúng không ạ? Sau này gấu đỗ đại học. Đúng không ạ? Chắc chắn là hai đứa sẽ 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 đúng không ạ? Sẽ có nhiều cái 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 cơ hội để gặp nhau hơn, đúng không ạ? Chứ mà nếu mà không gấu mà không đỗ ở sau này gấu ở nhà đi cấy mà mình đi học lại học thì rất là khó đấy, kiểu như vậy nhá yeah. rồi tiếp này với cái câu số 56 mươi chúng ta có câu này như sau nhá yeah. với câu năm cô có cái từ sau này với từ finally bằng với từ eventually nghĩa là cuối cùng nhá yeah. cái cấu trúc sau này cấu trúc là manage tôi thì xoay sở để làm gì chợ cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra được cái cái gì đấy chợ cô có cái từ nói là âm thanh cái âm thanh gì đây ạ Yeah, cô có cái từ sau này Với từ red là nghĩa là cái tiếng lách cách Đó ạ, cái tiếng cành cạch Ở trong my car, trong ô tô của tôi Nhớ dịch là cuối cùng thì tôi cũng đã phát hiện ra được Tôi tìm ra được, đúng không ạ Cái nguyên nhân của cái những cái tiếng lạch cạch Ở trong ô tô của tôi nhá Vậy thì với cái câu này cô sẽ cần một từ Nghĩa là tìm ra được nguyên nhân Tìm ra được bệnh Bệnh chữa cho cái ô tô của tôi cơ Chứ không phải bệnh chữa cho người Nhớ cô có ý yeah, A của chúng ta với từ sau với từ treat nghĩa là gì nó bằng với động từ behave nghĩa là cư xử nghĩa là đối xử nghĩa là đối đãi nhá ngoài với cái nghĩa là cư xử nghĩa là đối xử nghĩa là đối đãi ra thì cô có từ sau với từ treat nó còn bằng với động từ consider nghĩa là xem xét nghĩa là cân nhắc cái gì nhớ nhá ở đây cô nói mở rộng ra đấy ạ đó xem xét cân nhắc cái gì chắc chắn cái nghĩa này nhiều bạn không biết này đúng ạ và ngoài cái nghĩa đó ra Yeah, thì nó sẽ còn bằng với cái kết lý nghĩa nữa, yeah, nó sẽ bằng với cái lý nghĩa đó là deal with, yeah, giải quyết được, xử lý được, ok, được không ạ? rồi tiếp nhá, ngoài cái lý nghĩa đó ra thì nó sẽ còn một nghĩa nữa đó là chữa bệnh, đó, rất là nhiều nghĩa. vậy thì ở trong cái ngữ cảnh của cái câu này, yeah, em sẽ chọn được đáp án của chúng ta liệu có phải là ý a à không nhá yeah. thì cô sẽ có như sau này cô có cái động từ cô nói lại nghĩa của những cái động từ này nhá yeah, cô có ý a à với từ với từ treat nghĩa là cư xử nghĩa là đối xử đối đãi nghĩa thứ hai của nó với từ consider nghĩa là xem xét nghĩa là cân nhắc cái gì đó như là cái gì chợ à, ngoài ra nhá nó sẽ có nghĩa là bằng với từ deal with nghĩa là nghĩa là giải quyết hoặc là thảo luận theo một cái cách nào đó thì ở trong này cô sẽ có là không phải mang nghĩa là giải quyết cái này ạ? cái này là, là tìm ra được nguyên nhân chứ không phải là giải quyết nhá yeah. Nhờ vậy thì cô sẽ không chọn cái ý yeah này được Đúng không ạ? Thế còn ngoài đó, ngoài cái những nghĩa nghĩa ra nó còn nghĩa là chữa bệnh nữa Đúng ạ Nhớ yeah. Vậy thì cô sẽ không chọn ý yeah. A, cô thử xét xem nó còn cái phương án nào hay hơn không Nhờ cô sẽ có ý B thì sao? Ý B của chúng ta với từ sau Với từ hừa yeah, nghĩa là gì? Nghĩa là chữa lành, nhờ chữa cho khỏi bệnh Chợ ngoài như là chữa lành ra nó còn nghĩa là hàn gắn cái vết thương Cái vết thương này có thể là vết thương lòng Vết thương về tâm hồn nhá yeah. Vậy thì cô sẽ không chọn ý B trong ngữ cảnh câu này được thì cô sẽ còn ý C với D Ý C của cô với từ sau Với từ cure nghĩa là chữa trị Đúng không? Chữa trị tức là Làm cho ai đó hoặc làm cho con động vật nào đó khỏe lại sau khi bị ốm nhá yeah. Vậy với cái lết nghĩa mà chữa bệnh, chữa trị này thì ba cái từ này xem xem nhau này Đúng ạ? Ngoài cái lết nghĩa đó ra thì nó sẽ còn có nhờ, nó sẽ còn một cái đánh nghĩa nữa đó là xử lý một cái vấn đề gì đó thành công nhờ ở trong ngữ cảnh công này nhá cô có cả ý a và ý c đều bằng đều có nhờ, cô có cả ý a và ý c đều bằng với cái định nghĩa là điều ý, xử lý giải quyết với nhưng mà ý c của cô đó là xảy, giải quyết được cái vấn đề gì đó một cách thành công thế còn ý a của chúng ta có nghĩa là xử lý đúng không ạ một cái cái điều gì đó theo cái cách nào đó Vậy với cái câu này cô có từ finally cuối cùng là tôi đã có thể xoay sở để mà xử lý được cái vấn đề về tiếng tiếng lạch cạch trong xe của tôi. Vậy xét với cái cấu trúc là manager, tu đô san thì cô sẽ chọn được ý xe. Nhớ thế còn ý đê thì sao? Ý đê với cái anh sau này. Nhớ cô có cái động từ đó động từ. Với động từ medicate nghĩa là gì? Chợ với động từ là medicate nghĩa là gì? Nghĩa là nghĩa là cung cấp cái dịch vụ về y tế cho ai đó. Nhớ ạ hoặc là chữa trị về cung cấp chính xác nghĩa nó là cung cấp cái dịch vụ về y tế cho ai đó thường là thường là sử dụng thuốc đúng không ạ kiểu như vậy chữa trị về y tế kiểu như vậy vậy thì với cái câu số 56 cô chọn được câu đấy là IC sau câu số 56 trẻ cô xa câu số 57 trở với câu 57 cô có cái cấu trúc là Want to do something muốn làm gì Chợ tôi không muốn là cái người mà ca thán Chờ, anh ta không muốn là cái người ca thán vì vậy mà anh ấy không. Chờ, cô có cái từ raise nhờ, với cái cụm từ cố định sau nhá. Cô có cái cụm từ sau này với cái động từ đó là từ gì đấy ạ? Với cái động từ là raise ghép với từ objection nghĩa là gì? Nhớ, với cái từ raise ghép với từ đó là từ Với từ objection nghĩa là gì? Phản đối. Nhớ nhớ là objection đi với giới từ to nhé Là uh, anh ta không muốn bị dán mác, bị gắn mác là cái người suốt ngày kêu ca phàn nàn vì vậy mà anh ta không phản đối cái việc là extra. Cứ có từ extra work nghĩa là gì? Làm thêm nhớ yeah. Cái gì cả anh ta không muốn bị gắn mác là cái người lúc nào cũng kêu ca phản đối. À rồi anh ta không muốn bị gắn mác là cái người lúc nào cũng kêu ca than phiền. Vì vậy mà anh ta không phản đối cái việc phải làm thêm. Chờ vậy đi với cái câu số 57 khi cô dịch được như vậy rồi thì em xem cho cô này ý yeah a của chúng ta. Ý yeah a với động từ explain nghĩa là giải thích nhờ Vậy thì cô sẽ không chọn ý yeah a được. Yeah, tiếp này ib thì sao ib với động từ với động từ define nghĩa là định nghĩa nhớ yeah. đó ạ à. với cái động từ define định nghĩa chúng ta có cái cấu trúc là define nhớ yeah, somebody nhớ yeah. cô có cái cấu trúc là define something à something định nghĩa cái gì là cái gì được không ạ nhớ các bạn chúng ta sẽ nghĩa là định nghĩa được không ạ à? xong chưa xong chưa rồi vậy thì cô sẽ cũng không chọn ý với nghĩa là định nghĩa ở đây được yeah, bây giờ cô sẽ còn ý c với d ý c với từ sau với động từ denote bằng với từ indicate nghĩa là gì? Nhớ yeah, nó sẽ bằng với từ là bằng với từ indicate nghĩa là chỉ ra, nhớ. Yeah. Yeah, chỉ ra một cái gì đó là đúng hoặc là chỉ ra cái điều gì đó tồn tại. Vậy đây cô sẽ không cần từ với nghĩa là chỉ ra. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý D bằng phương pháp loại trừ. Nhớ yeah, cô sẽ có ý sau. Ý D cô với từ label nghĩa là gì? Nhớ. Yeah. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc sau. Nhớ yeah, cô sẽ có cái cấu trúc là ở cô sẽ có cái từ label bản thân cái nghĩa gốc của nó nghĩa là dán mát của cái gì đó lên cái thứ gì đó đúng không ạ mình dán một cái từ tờ giấy gì đó mà trên cái tờ giấy nó có thông tin về cái thứ đó đúng không ạ yeah. mà nghĩa là là dán mát là gắn mát ngoài với cái nghĩa đen đó ra thì cô sẽ có cái cấu trúc sau chờ cô có cái cấu trúc là label với cái cấu trúc là label somebody có giới từ us cũng được không có cũng được chờ asan uh, thấy nghĩa là gì nghĩa là gắn mát cho ai đó là cái gì tức là miêu tả ai đó đúng không ạ là cái người như thế nào miêu tả theo một cái cách rất là đặc biệt gọi là gắn mát cho ai đúng không ạ à, ví dụ như là anh ta đúng không ạ một tháng yêu ba cô thế là anh ta được gắn mát là kẻ đào hoa kiểu như vậy nhớ chờ cô nói lại cô với cái cấu trúc là label somebody asan uh, thì chờ gắn mát cho ai đó là cái gì Yeah. ngoài ra cô còn cái cấu trúc sau này chợ cô viết tiếp cái cấu trúc đây nhé với cái cấu trúc là neighbor somebody something cộng với tính từ Nhờ, gắn mắc cho ai đó hoặc cái gì đó là như thế nào được không ạ xong chưa xong chưa được không ạ dịch là uh, bởi vì tôi không trả lời tin nhắn của anh ấy mà tôi bị gắn mắc là kêu kiểu như vậy được không ạ thì nó sẽ áp dụng cái cấu trúc là là cấu trúc là neighbor somebody something cộng với tính từ. Ok không ạ? Rồi, cô còn câu số 58 và câu số 59. Cô nhớ không nhầm thì câu này cô đã chữ ở đâu rồi, rất là quen nhá. Yeah. Cô có cái cấu trúc sau này. Với cái cấu trúc là promise to do something hứa làm gì. Anh ấy hứa là hoàn thành công việc vào tháng 6 này và tôi chắc chắn là anh ấy sẽ. Câu này quen quen không biết là ở đâu rồi nhưng mà quen lắm nhá. Yeah. Nhớ yeah. cô sẽ có như sau với cái động từ sau với động từ order nghĩa là gì? Với động từ order nghĩa là đặt hàng, đặt đồ ăn Chợ ngoài nghĩa là đặt hàng, đặt đồ ăn, gọi đồ ăn ra Thì nó còn nghĩa là ra lệnh nhớ Nếu ra lệnh thì nó sẽ có cái cấu trúc là order somebody to something Ra lệnh cho ai đó làm gì? Nhờ vậy thì cả hai cái nghĩa đó chúng ta sẽ không ghép vô câu này được Nhờ ấy cô sẽ không chọn ý A Thế còn ý B thì sao? Nhớ Ý B với từ deliver nghĩa là phân phát Nghĩa là vận chuyển cái gì đó tới đâu Chợ, ngoài nghĩa là phân phát vận chuyển ra thì nó còn nghĩa là truyền tải cái cái bài phát biểu đúng không ạ truyền đạt truyền tải cái 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 thông tin tới đâu nhá ngoài hai cái nghĩa đó ra nghĩa thứ nhất là là chuyển hàng hóa đúng không ạ chuyển đồ tới đâu chợ nghĩa thứ hai đó là là diện là truyền thông tin tới đâu chợ thì còn nó còn một cái nghĩa nữa nó sẽ bằng với cái từ là keep chợ nó sẽ bằng với từ keep promise nghĩa là gì giữ lời hứa nhớ Vậy thì với câu dịch là anh ta hứa là anh ta hoàn thành công việc vào tháng 6 và tôi chắc là anh ta sẽ giữ lời hứa. Vậy thì cô sẽ chọn được ý B. Và chọn ý B phải với cái lý nghĩa là giữ lời hứa cơ. Đó ạ. Rồi thì tại sao mình không chọn ý C? Ý C cô với từ sau. Với từ distribute. Nhờ với cái từ distribute nghĩa là phân phát, phân phối cái gì đó với số lượng lớn. Thế còn ý D chúng ta gặp từ này rồi, gặp từ này mấy lần rồi đúng không ạ? Với động từ convey nghĩa là truyền tải thông điệp ý nghĩa, đúng không ạ? ngoài nghĩa ra nó nghĩa là chuyên trở vận chuyển. Rồi nốt câu số 59 chúng ta sẽ nghỉ nhờ, cho là hết trang này buổi sau mình học tiếp nhá. Tuần sau cô sẽ không bận dậy trong nhóm kín nhiều nữa. Thì tuần sau team giỏi đề 8 cộng và 9 cộng cô các bạn ấy không cần cô livestream chữa nữa. Nên là tuần sau cô sẽ có nhiều thời gian để hỗ trợ các bạn ở ngoài nhóm này hơn. cô sẽ có với từ sau này. Với từ congratulations là gì? Xin chúc mừng đúng không? Congratulations xin chúc mừng nhé. Đúng ạ. Tôi nghe rằng cậu đã được làm sao tới cái chức làm manager. Yeah, manager là giám đốc đúng ạ? Giám đốc diện Giám đốc bộ phận. Vậy chắc chắn là ở đây xin xin chúc mừng tôi nghe rằng là bạn đã được đúng không ạ? Được được làm sao? Được thăng chức lên cái chức đó. Vậy cô sẽ cần một từ mang nghĩa là thăng chức. Bây giờ vấn đề là nếu như em xét theo cái nghĩa, cái nghĩa thông thường của bốn từ này thì em sẽ thấy chả có từ nào mang nghĩa là thăng chức cả. Vậy em phải xác định rằng em sẽ phải cần với cái nghĩa C1, C2 hoặc là thậm chí là đến cái nghĩa B2 của từ. Đúng không? B2, C1, C2 gì đó. Tức là sẽ không theo cái nghĩa thông thường của từ. Nhưng cô có từ sau. Trở về từ update nghĩa là gì? Nghĩa là cập nhật thông tin nhớ. Yeah. Cập nhật thông tin tức là chúng sẽ bổ thung, bổ sung thêm cái cái gì đó để làm cho nó mới. Đó. Vậy thì cô sẽ không dùng mang nghĩa là cập nhật thông tin ở đây. Nhớ yeah. thế là còn ý của chúng ta là sao? Giờ yeah, ý với từ relevant nghĩa là đổi mới tân tiến, tức là sao? Mình sẽ sửa chữa, mình sẽ sơn, mình sẽ tu sửa lại đúng không ạ? Để làm cho nó tốt trở lại. Yeah. Mà mang nghĩa là nghĩa là đổi mới, đúng không? Nghĩa là đổi mới, nghĩa là tân tiến, đúng không? Nghĩa là cải tiến, kiểu như vậy. kiểu vậy thì nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Bây giờ cô sẽ còn ý c và ý d. Trợ ý c của cô với cái động từ sau này. Nhờ cô có cái động từ là. chợ với cái động từ là gì đấy ạ? Với động từ upgrade nghĩa là nâng cấp. Nhờ nâng cấp tức là sao? tức là chúng ta làm cho một cái hệ thống máy tính này hoặc là làm cho một cái máy nào đó nó trở lên làm sao nó trở lên khỏe hơn mạnh hơn đúng không hiệu quả hơn nghĩa là mang nghĩa là nâng cấp hệ thống đúng không nâng cấp máy chợ ngoài với nghĩa là nâng cấp ra ngoài cái nghĩa thông thường đó ra thì nó sẽ còn bằng với từ sau rất là quan trọng này bằng với từ sau bằng với từ promote nghĩa là gì nghĩa là thăng chức vậy thì ở đây cô sẽ cần với nghĩa là thăng chức nên cô sẽ chọn được ý e đúng không ạ thế còn ý d thì sao ạ ý d với từ renew nghĩa là làm mới lại Đúng không ạ? Vậy cô sẽ không chọn ý D rồi Vậy thì với cái câu số 59 này Cô chọn được ý B với nghĩa là thăng Ý C với nghĩa là thăng chức nhé Nhớ cô có từ sau Với từ Divisional Gap với từ Manager Nghĩa là giám đốc bộ phận Vậy thì xin chúc mừng tớ nghe tin là cậu được thăng chức Lên chức giám đốc bộ phận Vậy thì với cái câu số 59 này Cô chọn được đáp án của câu này là ý C Em nhé, được không ạ? Được chưa, được chưa? Ok, lốt cho cô một câu số 60 nữa này Và chúng ta vẫn còn thời gian mà Lót cho cô một câu số 60 nữa cho nó tròn nhé với cái câu số 10 cô có từ sau này nora must her constant cô có cái từ constant nghĩa là thường xuyên desire giờ chúng ta có cái cấu trúc sau này giờ cô có cái cấu trúc là desire to do thấy khao khát làm gì giờ cô ấy phải làm sao cái khao khát đúng không thường xuyên là được ăn sô cô la nếu cô ấy muốn chúng ta có cái cụm từ sau này với cái động từ là ghép với từ weight nghĩa là giảm cân là ngược với từ giảm cân thì cô sẽ có cái từ là gain ok hoặc là put on nhựa đi với từ weight nghĩa là tăng cân được không ạ à? thì với cái câu này chúng ta có như sau nhớ cô sẽ có này ý a của chúng ta với động từ sau với động từ combat nghĩa là gì nó bằng với từ fight nghĩa là chiến đấu chợ ngoài nghĩa là chiến đấu ra thì nó sẽ còn bằng với một nét nghĩa nữa nó nghĩa là kìm chế cái gì đó Đúng không? Kìm hãm cái sự sung sướng gì đó Kìm hãm một cái nhu cầu gì đó Và thường cái nhu cầu này là cái nhu cầu không tốt gây hại Vậy nó đúng cái nghĩa mình cần tìm rồi Cô sẽ không cần tìm với nghĩa là chiến đấu Nhưng mà cô sẽ cần tìm với nghĩa là kìm hãm Đúng không? Chứ cô là gì à? cái cô này phải kìm hãm cái khao khát được ăn sô-cô-la nếu cô muốn giảm cân Vậy thì với cái câu 60 này cô chọn được ý A à? Thế còn ý sao? Ý với cái động từ sau Với động từ debate nó bằng với từ xem xem như cái nghĩa của từ discuss Nghĩa là thảo luận Thảo luận bàn bạc về một cái vấn đề Thời sự chính trị nào đó Đúng không ạ? Bàn bạc để cùng thống nhất Đưa ra cái hướng giải quyết về nó Nhớ. Được chưa? Được chưa? Rồi Nhớ, Tiếp này Ngoài cái nghĩa là bàn bạc thảo luận Để đưa ra giải quyết về một cái vấn đề chính trị Thời sự nào đó Thì nó còn có nghĩa là suy nghĩ cẩn thận Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng Hai nghĩa nhá rồi, thích còn ý C thì sao? Ý C với cái động từ sau với động từ ơ à, nghĩa là tranh luận tranh cãi đúng không ạ tranh luận tranh cãi theo kiểu cãi nhau om sòm mẹ ngoài nghĩa là tranh luận tranh cãi ra đúng không ạ thì nó sẽ còn một cái nghĩa một cái nghĩa nghĩa nữa đó là nhận đó là cho thấy chỉ rõ rằng một cái gì đó là đúng hoặc là tồn tại nhớ là để mà lấy được điểm cái câu này thì em phải học thêm cả cái phần từ vựng nâng cao của nó nhá vậy thì cô sẽ thấy là có hai nghĩa này thứ nhất là tranh luận tranh cãi theo kiểu là tranh luận tranh cãi gay gắt om sòm vấn đề gì đó đúng không? ngoài ngoài cái nghĩa đầu ra nó nghĩa là chỉ rõ một cái gì đó đúng hoặc là tồn tại nhá yeah. vậy thì ý c của cô không được ý b cũng không được rồi thế còn ý d thì sao? cho ý d của chúng ta với động từ sau với động từ strike nghĩa là gì? nghĩa là va nhớ yeah. nghĩa là va chạm đúng không? nghĩa là đập vào đâu nghĩa là va vào đâu nhớ yeah. ngoài nghĩa là va chạm ngoài nghĩa là đập ra yeah. thì nó còn nghĩa là tấn công nhá yeah. ngoài nghĩa là tấn công ra thì nó sẽ còn có một cái nghĩa nữa nhá yeah. nhớ yeah. nghĩa là Uh, với cái từ try yeah, nếu mà chúng ta có cái cấu trúc là strike somebody nghĩa là gây ấn tượng Đúng không? gây ấn tượng về ai nhớ uh, yeah. chợ sorry sorry cô có cái từ try chợ với cái cấu trúc là strike somebody nghĩa là uh, đột liên đột nhiên nói lên trong suy nghĩ của ai nhớ rất là nhiều nghĩa nhớ cô nói lại này với cái động từ strike nghĩa là va vào đâu nghĩa là đập vào đâu ngoài nghĩa là va ngoài nghĩa là đập ra là nghĩa là tấn công chợ ngoài nghĩa là tấn công ra thì nó có nghĩa là một cái gì đó chợt lóe lên trong suy nghĩ của chúng ta. Đấy kiểu như vậy. Vậy thì với cái câu này xét theo cái nghĩa là cô ấy phải kìm hãm cái nhu cầu mong muốn được ăn sô cô la nếu như cô muốn giảm cân. Vậy cần với nghĩa là kìm hãm lại thì cô sẽ chọn đi à. Chợ từ này có hai nghĩa là chiến đấu và kìm hãm thì cô sẽ dùng nó với lại nghĩa là kìm hãm em nhé.